Mến chào các chú, các bác và anh chị em. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 8, em có đem về 12 phô mai để giao lưu với các chú, các bác và anh chị em. Cũng cảm ơn các chú, các bác và anh chị em đã ủng hộ em. Thôi số 1. Ngày 17. Số 1. Cây này cây cũ nha. Nó có một cây tử nha, rất đẹp, rất hay nha, nó cây cũ nữa nha. Đây, tử đây, phụ tử nha. Phụ tử nè. Dạ. Nói chung thì như vậy cắt cũng còn trừ hao, thì các chú, các bác, anh chị em về. Cây này cắt lại thành thì quay phẩm thì cây này rất đẹp nha. Quay vòng đi. Đây. Nói chung những cái dấu cắt này á, thì nó có những rễ nhỏ dưới, nhưng mà tới nữa khi mình trồng lấp nó ngang đây. Đây nó lấp ngang đây thì những cái này nó sẽ mọc ra những cái rễ con. Sau này thành một cái tác phẩm rất đẹp. Nếu mình trồng lâu dài nó mọc ra những cái rễ con, sau này nó thành lại cái rễ lớn nha. Đây, cây này rễ rất nhiều nha. Đây nè, đó, nó đều hết đó. Đây, cây này rất mạnh cây nha, tại vì những cái cây này thì nó rất mạnh, nó mới có lên được những cái củ như vậy. Mạnh cây nó mới thành những cái củ liền gì. Rồi, thông số lên đây. Chung cái ngày nay là ngày cái bán giá giao lưu nha các chú các bác. Đó. 31. 31. Rồi cái cũ rồi. Bảy mươi ba. Rồi. Giá nhiêu đây? Cây này bán giá giao lưu là 3 triệu 2. 3 triệu 2 giao lưu luôn. À, bán giá khuyến mãi nha. Nói chung cái clip này là bán giá khuyến mãi nha. Bao ship 200 cây số. Thì để đền đáp lại những các cô, các chú, bác, anh chị em đã ủng hộ. Rồi vậy là đăng để tiêu đề là khuyến mãi luôn ha. Dạ. Rồi. Để đền đáp lại cô, chú, bác, anh chị em đã ủng hộ. Rồi đổi thôi. Tại vì cái clip này là lựa những cái cây đẹp đẹp đó, để giao lưu với các chú bác anh chị em đã ủng hộ thời gian qua. Rồi. Đây, cây này có cái dáng là phu thê nha. Phu thê. Mà xù nha. Những cái này á, là đục để lại cho nó sau này. Cái xù này nó chảy lên rất mau. Nó liền nó sẽ thành một cái cục nu. Một cục nu nó rất đẹp đó. Rồi, phu thê đâu? Phu đâu? Đây, phu thê. Phu đây, đây đây. Tỳ muốn kêu làm sao kêu tỳ. Rồi. Đo thông số. Song phụ cũng được mà phu thê cũng được. Đây. 29. Nó hơi yếu yếu 29 rồi con, tại vì đây đó trên này còn đó dưới nó bự nữa. Rồi, 28 29 vậy đó. Dạ. Đây một cái đọt bên đây. Được rồi. 9. Nó giót lên có 9 à. Còn bên đây là giót ra bằng ngón tay cái nè. Đây. Rồi. Rồi. Đây cây xù này bán giá giao lưu giá là 5 triệu. Cây 5 số 2. 5 triệu. Là giao lưu rồi đó ha. Dạ. Đúng ra đúng rồi, đúng luôn là khoảng nhiêu? Cây này nếu đúng những anh em khác, cây này bán khoảng từ 7 triệu cho lên. Rồi, giá khuyến mãi. Tại vì đáp lại lòng của bà con đã ủng hộ. Rồi. Đây này đế chảy đều hết nha. Cây xù hiếm có lắm nha nè. Nó cây xù hiếm có, đế chảy đều bốn mặt lắm nha. Đó, cây xù hiếm có lắm. Rồi, tiếp theo. Thôi số 3. Thôi số 3. Rất đẹp nha. Tại vì cái lô này giống giống nhau nha. Rồi. Đây đo thông số hoành thân. 22. 22. Rất đẹp nha, cây này rất đẹp nha. Đó, rất đẹp. Rồi quay đi, quay đi. Rồi giá nhiêu đây? Giá 1 triệu 7.
1,7 triệu thổi cao ha. Dạ. Rồi 1,7 triệu. Cây số 3 có giá 1,7 triệu. Rồi tiếp tục. Cây số 4. Đây cây số 4 cũng là cây xù nghe các chú bác anh chị em. Đây. Đây đã nứt chảy xù hết nha. Đó nhưng xù hết cái khúc này luôn nha. Đây. Bắt đầu trên đây cũng nứt hết nha nè. Tại vì nói chung là làm để cho anh chị em về chơi nó mau xù ra. Thử ra không có kỳ bất cứ cái vật gì vô đây hết nha. Đây. Đây nếu như mà kỳ vô thì thấy nó vàng lắm. Nhưng mà về á nó lâu nó chậm lên xù lại lắm. Thành thử ra để y thinh. Thì các chú các bác nào xem cho kỹ. Đó. Đó. Xem cho kỹ. Đó, những cái vết xù đây. Nếu kỳ ra thấy rất đẹp nha. Rồi xây đi, xây đi. Xây 23 vòng đi. Đó, cây này cái thế tàn bay nha. Rồi. Vành thân 30. Rồi. Tổng chiều dài của cành bay 63. Để đây. 63. Rồi, xây rộng nó đi, rồi cho giá luôn. Cây này bán giá giao luôn 3,5 triệu. 3,5 triệu. Giá khuyến mãi đó phải không? Dạ. Tại vì cây này cây xù. Nói chung cái này là giao lưu với bà con. Đây, rễ nha bà con. Đây, cái này là cọng rễ nó nằm dưới nha, rất bự nha, đây nè nha. Có hết nha bà con, đây, đây. Đó, nó có nằm dưới hết nha bà con, đây. Tại vì không có bư, mình chỉ làm mặt láng láng vậy thôi. Rồi, 3,5 triệu. Đổi phôi. Phôi số 5. Phôi số 5. Đây cây xù nhưng mà nó đế nó cứng ngắc hết trơn như này nha. Đây. Cứng ngắc hết trơn tại không có bư ra nha bà con. Đây. Nó đều cứng ngắc hết. Đây. Đây, chỗ này nó 2-3 cong rễ này nha. Đây. Nó cứng ngắc hết trơn nha, nó chảy đều 4 nha, 4 vách nha. Cây xù. Hay đi. Đó những cây xù thì tại vì những cây xù á những cái chi cành nó rất đóng rất đều. Nhưng mà đục lại hết để cho nó thành sau này nó nu thành một cục. Đây, thành những cái cây quái nha. Rồi thông số đi. Chứ mấy cái cây xù này cái chi cành nó đóng rất đều nha. Cây này xù 90% nha các chú bác. 25. Rồi hoành thân 25. Cao. Từ mặt bầu. Từ mặt bầu lên 38. Từ mặt bầu lên 38. Rồi cái đầu trên này nhiêu? Không, cái đầu này nè, đầu nhỏ. Cái đầu này rất nhỏ, nó bằng ngón tay cái thôi. Rồi. Rồi cho giá luôn đây. Cây này có giá 4,5 triệu. 4,5 triệu. Đó, xù rất đẹp nha. Bán giá giao lưu với bà con mình. Là giá giao lưu rồi ha. Dạ. Rồi, tiếp tục. Cây số 5. Cây số 6. Đây cây này cây số 5, cây này cây số 6. Đây. Rất đẹp nha bà con. Thú ngoái đầu nha bà con. Hồi đầu lại. Đó. Dòng nữa đây. Nó rất đẹp. Rồi, thông số. Hai mươi lăm. Rồi. Chiều dài của con thú 24. Rồi. Ngoái hồi đầu nha. Cái này thú hồi đầu nha. Rồi cho thông, cho giá. Cây này có giá 2,5 triệu. 2,5 triệu. Cây này già nha, nó cũng đã nứt xù hết nha bà con. Đó. Đó, cái này là nứt hết toàn bộ xù nha. Thú này rất đẹp nha, thú hồi đầu rất đẹp nha bà con. Đó. Rồi,
Đây những cái chi nó đóng cũng rất khéo. Đây giờ bà con làm lại. Đây rất khéo. Rồi cây số 7. Đây thú luôn nghe bà con. Thú luôn. Quay đi. Rồi thông số. Mười chín. 25 tổng chiều dài con thú. Tổng chiều dài con thú. Rồi cho giá luôn ơi. Cây này có giá 1.800.000. 1.800.000. Rồi. Rồi. Rồi phôi số 8. Đây phôi số 8. Giá giao luôn nha bà con. Rồi cho giá luôn đi. Này vừa cho vừa đó. 24. Cây này có giá 1.700.000. 1.700.000. Cây số 8. Cây số 8. Rồi cây tiếp theo. Cây số 9. Cây số 9. Đây cũng thú nghe bà con. Dòng nữa đi. Rồi tổng số 19. 19. Rồi chiều dài 24. 24. Cây này có giá 1.500.000. Cây số 9. 1.500.000. Rồi đổi. Cây số 10. Đây cũng thú nha bà con. Chi gành đầy đủ bà con. Cây này chơi tông cao cao được bà con ơi. Nói chung mình làm cái tàn nhỏ nhỏ tết. Mấy cây này cây để dĩa. Chúng lô ngày nay là cây để dĩa. Cây ngày 17 này cây để dĩa. Thông số. Đo sát trên đi. 16. 16. Rồi cây này có giá 1.500.000. 1.500.000. Đo cái mình không? Cái mình rất dài. Cái mình con thú này rất dài. 22. Mình 22. Rồi cao khỏi đi ha. Rồi 1.500.000. 1.500.000. Bao ship tới thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cây số 11. Cây số 11 này có giá 1.000.000. 1.000.000. 23. Quỳnh thân 23. Rồi, chiều cao khoảng 1 gan. Chiều cao 20. 20. 1.000.000 đồng. Rồi, 1.000.000. Rồi thôi số 12 thôi tứ quý ngăn các chú các bác. Số 12 là cái này đây hả? Dạ. Rồi. Thôi tứ quý. Cây tứ quý này không có bao ship nha các chú các bác. Đây phôi số 12. Phôi tứ quý. Đây. Cái đế rất đẹp nha. Nhưng còn tàn. Đó, không bao ship nha.
Tàn lớn, thành thử không bao ship. Quay đi, cứ quay đi. Quay vòng 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 đi. Quay vòng đi. Đây, thân nó đây. Nói chung bán thì cũng trừ hao phí ship cho bà con cô bác nha, nhưng mà không có bao nha. Rồi, cái này thông số sao đây? Đây. Vành 40. Đo cái đường kính đế không? Trăm mười. Đường kính đế rất lớn, các chú ơi. Đo cũng trừ hao đi chứ đâu có đo hết. Cái đó coi như đo cái cũ cũng đó. Vành đế. Như đo cái cũ mà 110. Cây số 12. Cây số 12, rồi giao lưu sao? Cây này giao lưu có giá 5 triệu mà không bao ship nha. Tại 5 cũng triệu ha. Bán giá cũng đặc biệt cho cô chú nha. Đó, thì cô chú có mua thì cái phí vận chuyển thì có tứ quý có mai vàng nữa hả? Tứ quý là có bông vàng, bông đỏ lẫn lộn. Đó, bông mà cũng rất đẹp nha, cây tứ quý là bông rất đẹp nha. À, bông vàng nè, vàng đó. Đỏ lẫn lộn. Vàng đỏ lẫn lộn nha, bông nó rất đẹp. Rồi. 5 triệu. 5 triệu cây số 12. Rồi, vậy là ngày 17 tháng 8. Kết thúc cái clip tại đây ha. Dạ, mến chào các cô bác chú và anh chị em cô bác. Hẹn gặp lại clip sau. Rồi, thành thật cảm ơn các chú, các bác, anh chị em.